Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái hành động ở trong Photoshop với những cái tính năng mới được tích hợp của Photoshop CC 2020, đó là tính năng Remove Background. Và ngoài cái này thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái tính năng rất là thú vị nữa, cũng đã được cung cấp khá lâu ở trong Photoshop rồi, đó là cái lệnh Photograph để chúng ta có thể là điều chỉnh một cái bức ảnh cho nó thay đổi cái động tác của đối tượng ở trong ảnh. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái chức năng đầu tiên mà chúng ta đã đề cập tới, đó là Remove Background, tự động loại bỏ cái nền cho một bức ảnh. Thì hiện tại thì tôi đang có một cái bức ảnh, một con voi châu Phi, và tôi sẽ sử dụng nó để làm một cái hành động. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải tách bỏ cái con voi này ra khỏi nền. Thao tác này chỉ có thể làm được khi mà chúng ta tức là làm một cái tự động, nếu như mà chúng ta sử dụng cái phiên bản mới là CC 2020. Và chúng ta cùng nhau mở cái panel layer này ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bức ảnh của chúng ta thì đang có một layer duy nhất có tên là background. Tuy nhiên là cái chức năng mà tách nền tự động này thì nó lại không làm việc ở trên lớp background, mà do đó thì chúng ta cần phải click vào cái biểu tượng cái khóa ở đây để chuyển đổi nó sang thành layer 0. Sau khi chuyển đổi thành layer 0 thì các bạn hãy bấm vào cái biểu tượng property ở cái hệ thống Docker bên phía tay phải này và mở nó ra, thì các bạn sẽ tìm thấy một quick action, đó là remove background. Thao tác cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ việc là click vào cái nút lệnh này thôi và chờ cho chương trình nó tự xử lý giúp các bạn. Ở đây thì Photoshop đã được tích hợp cái trí tuệ nhân tạo vào và nó sẽ tự phân tích trong bức ảnh này đâu là đối tượng chính và đâu là nền, và sau khi phân tích xong thì nó sẽ tự xử lý cho chúng ta. Rất nhanh phải không ạ? Bây giờ chúng ta quay trở về layer để chúng ta xem là nó giấu nền đi cho chúng ta bằng cách nào. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Photoshop đã sử dụng cái kỹ thuật mặt nạ để nó che chắn những cái phần mà nó coi là nền. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là về cơ bản là chúng ta khá hài lòng với lại cái thao tác lọc nền này. Tuy nhiên nếu mà xem kỹ thì chúng ta sẽ thấy là ở vòi này nó còn một xíu cái lỗi ở đây, và cái đuôi thì nó cũng đang bị giấu đi một phần. Do đó thì chúng ta sẽ kiểm tra lại và chúng ta sẽ chọn cái bút. Sau khi chọn công cụ bút thì các bạn có thể là tô màu trắng vào cái phần ở phần cái đuôi này để các bạn khôi phục lại cái phần đuôi bị che mất này. Nhưng trước hết thì các bạn hãy kiểm tra lại giúp tôi. Để một cái bút thì cũng không nên dùng bút cứng quá, nhưng mà cũng không nên mềm quá, tại vì cái phần cái đuôi này nó còn khá nhỏ thôi, cho nên là chúng ta để nó có một cái harness này, nó cũng đừng để 100%, giảm xuống một chút, và cái size thì chúng ta sẽ tăng giảm ở đây. Tốt nhất là chúng ta sẽ tăng giảm trực tiếp luôn nhé. Các bạn sẽ nhấn phím Alt này và nhấn phím phải chuột này, sau đó thì chúng ta sẽ kéo sang trái từ từ cho tới khi mà có được một cái kích thước của đầu công cụ nó tương đối lớn như là cái đuôi con voi. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào đây. Nhưng mà trước khi vẽ thì các bạn hãy kiểm tra là mình đang vẽ ở ảnh hay là ở mặt nạ. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào đây để chúng ta khôi phục lại cái phần đuôi của cái con voi này đang bị giấu đi. Đừng lo nếu như mà nó không được chính xác ngay từ ban đầu, nó bị chồm ra ngoài viền, ngoài nền. Và nếu như một cái chỗ nào mà quá thì các bạn có thể tô ngược lại bằng cách là các bạn sử dụng cái màu đen ở đây, phóng lớn lên một chút và các bạn cẩn thận, các bạn dùng bút các bạn tô màu đen vào cái phần nền background. Có thể nó bị vào thêm một tí, sâu hơn một tí cũng không sao, chấp nhận đi nhé, chúng ta cũng không cần phải quá lăn tăn vào cái chuyện này. Sau khi mà chúng ta khôi phục được cái phần đuôi bị
bị xử lý quá đà này, thì chúng ta có thể là quay lại lên trên cái vòi để xem là cái ấn Ctrl 0 để quay trở về tổng thể. Và bây giờ chúng ta sẽ phóng lớn cái đoạn cái vòi này lên bằng cách là nhấn Ctrl và nhấn phím cách chuyển nhanh sang thành công cụ zoom. Chúng ta zoom vào trong cái vòi này và chúng ta thấy là cái có một cái đoạn nó đang bị sai lệch ở đây. Thì lúc này chúng ta sẽ lại chuyển về cái màu đen ở màu tiền cảnh và chúng ta dùng bút tô vào đây để loại bỏ toàn bộ cái phần bị lỗi bị thừa này đi. Sau khi xử lý xong thì chúng ta sẽ tiến hành là chuột phải vào trong cái phần mặt nạ này và chúng ta sử dụng lệnh apply Lemax. Lúc này thì cái mặt nạ sẽ bị bỏ đi và cái ảnh của chúng ta hoàn toàn được coi như là nền trong. Đây là bước chuẩn bị đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ làm cái gì với lại cái ảnh này để cho nó trở thành một ảnh GIF? Áp dụng cái lệnh remove background đã xong và chúng ta đã có được cái nền trong rồi. Bây giờ tôi sẽ làm một cái thao tác đó là ghép cái nền đã, ghép cái nền để cho con voi nó đứng ở trong một cái nền mới. Thì lúc này tôi sẽ vào menu file và tôi chọn lệnh place embed, chọn cho nó một cái cảnh ở châu Phi. Đây tôi đã chọn một cái ảnh là có đồng cỏ rồi, thì có đồng cỏ savan, trên đó có những cái con hươu cao cổ rất là đặc trưng của châu Phi rồi. Và sau khi mà chúng ta đưa cái ảnh này vào thì tôi sẽ tiến hành là nhấn Ctrl T, sau đó thì chúng ta giữ Shift và giữ An, chúng ta cũng kéo lớn cái hình ảnh lên một chút để cho nó phủ kín được cái khung hình, sau đó nhấn Enter để xác nhận cái thao tác mà điều chỉnh kích thước của nó. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái background này và chúng ta kéo nó ra phía sau. Để lúc này thì cái con voi nó sẽ đứng phía trước. Tuy nhiên con voi mà đứng ở đây thì nó sẽ che lấp mất cái bọn hươu cao cổ này. Và do đó thì chúng ta sẽ vào Edit, vào Transform và chúng ta chọn lệnh Flip Horizontal để chúng ta đưa cái bọn hươu cao cổ này nó sang phía bên này. Nếu thích thì các bạn có thể dịch nó thêm một tí nữa để nó tránh xa xa ra. Và các bạn có thể nhấn Ctrl T lần nữa để các bạn là co kéo làm cho cái kích thước của cái này nó đầy lên, phủ kín được khung hình. Ok, đến đây thì tôi sẽ xử lý và đưa cái con voi vào cái vị trí mà tôi mong muốn. Và ở trong này thì các bạn nhìn thấy là cái lũ hươu này thì nó đứng ở trong đồng cỏ và bị cái cỏ này nó che tương đối nhiều. Đấy, thì tôi cũng sẽ cho con voi là nó bé lại một tí nhé. Chúng ta lại nhấn Ctrl T và chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo lại một chút để cho con voi nó bé lại một xíu đã này. Thứ hai nữa là tôi sẽ tạo một cái mặt nạ, tôi che bớt cái phần chân của con voi đi một xíu để làm sao trông cho nó cũng giống như là bọn hươu cao cổ này nó đang đứng ở trong một cái vùng cỏ rất là cao, có vẻ là hơi nghiêng một tí. Tôi lại nhấn Ctrl T xoay một chút để cho cái con voi này nó xoay ngang ra. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng mặt nạ. Và sau khi có mặt nạ này rồi thì chúng ta lại dùng cái bút, hãy sử dụng cái bút này với lại một cái kích thước to một chút, tương tự như cái chân con voi, và chúng ta sẽ điều chỉnh cho cái biên thì nó trở nên mềm. Nhấn giữ phím phải chuột và chúng ta đẩy nó lên phía trước, đẩy lên phía trên để chúng ta sẽ có một cái biên bút mềm. Và sau này thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ bút này, chúng ta tô màu đen vào trong cái phần chân của con voi để cho nó giống như là nó đang lẩn vào trong cái cỏ này. Các bạn có thể điều chỉnh cái này một chút. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu mà nó ghi ghi thôi, không phải là đen hoàn toàn. Hoặc là đây, chúng ta quay trở lại với cái này, đừng để trắng, để gần như là ghi ghi một tí.
Bút thì chúng ta cũng nên để một cái bút to đi để cho cái biên mờ nó nhiều hơn một tí. Đây, đến đây thì chúng ta hiệu chỉnh để cho cái con voi này nó trông giống như là nó đang bị đứng ở trong cỏ, ngập chân ở trong cỏ. Nếu cần thiết nữa thì chúng ta có thể là sử dụng các cái công cụ khác để chúng ta lấy cái nhân bản thành cái cỏ lên để cho nó che chắn kỹ hơn ở cái chân. Tuy nhiên đến đây thì chúng ta có thể là tạm thời như thế này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái tính năng nữa là cái puppet wrap để chúng ta sẽ cho cái vòi, con vòi nó cuốn dần lên. Thế để bắt đầu thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái layer này và chúng ta sẽ nhân bản nó bằng cách là nhấn Ctrl G. Sau khi nhấn Ctrl G thì chúng ta sẽ bấm vào cái lệnh menu Edit và chúng ta tìm tới Puppet Wrap. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có một cái hệ thống lưới bao phủ xung quanh cái con voi này và chúng ta sẽ bấm vào để chúng ta tạo ra một vài cái pin, một vài cái điểm để chúng ta có thể là điều chỉnh cái con voi này. Thực ra thì ở đây tại sao nó lại tên là Puppet Wrap thì tôi cũng giải thích thêm. Ngày bé thì nhất là các bạn gái mà chơi búp bê thì chúng ta thấy là có thể bẻ được chân tay cổ theo cái hướng mà mình thích để chơi búp bê. Tuy nhiên là trong hình của chúng ta thì không có chân tay cổ gì cả. Mà bây giờ tôi đang muốn là tạo một cái thao tác là cái con voi này nó cuốn dần cái vòi lên, nó giống như nó nhổ cỏ, nó cho miệng nó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái những cái pin này để chúng ta vừa điều chỉnh, vừa giữ những cái hướng, cái dáng cho cái con voi này nó không bị xô lệch đi. Bây giờ tôi bấm vào cái pin này và tôi bắt đầu kéo. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái pin mà không đụng đến thì nó sẽ giống như là cái giữ chỗ để cho cái hình ảnh nó không bị xô lệch. Thế còn tôi bấm vào cái pin nào thì tôi có thể là kéo cho nó chuyển động đi. Thế thì sau khi mà làm xong này đây thì tôi sẽ click vào một cái nút commit để tôi xác nhận. Sau khi xác nhận xong thì tôi lại Ctrl G nhân bản thêm một lần nữa và tiếp tục làm thao tác Puppet Wrap ở trên cái ảnh mà đã được điều chỉnh. Lúc này chúng ta lại vào Edit, lại vào Puppet Wrap một lần nữa và lại tiếp tục đặt những cái pin, những cái kim ghim vào những cái điểm chính này để làm gì? Để giữ cho cái hình con voi của chúng ta nó không bị lắc, không bị chuyển động trong khi mà chúng ta điều chỉnh những cái ghim khác. Cái ghim này có tính chất là giữ ổn định hình. Thế còn ở cái vòi thì lúc này mấy cái ghim này nó sẽ có tác dụng là giúp chúng ta nhắc và chuyển. Ok, đến đây lại commit xác nhận cái thao tác vừa rồi. Kế tiếp nữa thì tôi lại Ctrl G một lần nữa và tôi lại tiếp tục sử dụng lệnh này để điều chỉnh tiếp cái vòi. Bây giờ chúng ta nhắc nó lên. Rồi, commit. Tiếp theo, lại Ctrl G thêm lần nữa. Lần này thì tôi sẽ cho cái vòi nó gần giống là đưa hẳn vào miệng. Edit. Còn Puppet Wrap. Bây giờ chúng ta kéo hẳn như là đưa vào trong miệng và lúc này mình sẽ điều chỉnh cái vòi đến vị trí phù hợp.
Tuy nhiên các bạn hãy lưu ý rằng là cái vòi này nó sẽ nấp đằng sau hay là nó đưa lên phía trước con vòi này thì tùy thuộc vào cái việc là pin dip này nhé. Chúng ta sử dụng pin dip nào. Bây giờ tôi sẽ giấu nó xuống sau, coi như là nó đã đưa vào trong mồm rồi và chúng ta không nhìn thấy cái đầu vòi nữa. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Và sau khi mà chúng ta xác nhận đến đây rồi thì commit nó. Lúc này chúng ta sẽ thấy rất là nhiều các layer. Mỗi layer thì chúng ta điều chỉnh nó thay đổi đi một tí và đến lúc này sẽ đến việc của một cái nội dung mới là chúng ta bật cái timeline lên. Các bạn vào trong Windows và các bạn bấm vào timeline. Trong timeline này thì các bạn sẽ bấm vào cái nút lệnh là Create Frame Animation và chúng ta sẽ có một cái khung hình đầu tiên. Khung hình này thì các bạn có thể là thiết lập một cái thời lượng. Ví dụ như là các bạn để cho nó độ khoảng 0,2 giây chẳng hạn thì các bạn sẽ chuyển sang một cái khung hình kế tiếp. Thì chúng ta sẽ bật cái thời gian lên. Sau đó thì chúng ta sẽ tắt hết tất cả các cái con mắt của các layer phía trên, chỉ để lại cái khung hình đầu tiên là cái con vòi đang thõng vòi như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng trang giấy để duplicate cái frame lên thành cái khung hình thứ hai. Và ở đây thì chúng ta sẽ bật cái layer phía trên và lúc này thì cái vòi bắt đầu được cuốn lên và chúng ta sẽ tắt bỏ cái layer phía dưới. Cứ lặp lại thao tác như thế. Lần lượt tạo thêm một frame thì chúng ta sẽ tắt cái layer phía dưới và bật cái layer phía trên cho tới khi nào mà cái vòi của con vòi nó đưa vào trong miệng. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem bằng cách là bấm nút play ở đây. Ok, và sau khi mà các bạn đã xem và các bạn thấy cái thao tác này nó ổn rồi thì chúng ta stop, dừng lại. Việc cuối cùng của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ vào menu file, chọn export, và trong export này thì chúng ta sẽ chọn save for web. Ở trong cửa sổ mở ra này thì các bạn hãy chọn cái tùy chọn là GIF. Chọn cái tùy chọn là GIF. Về mặt độ phân giải thì chắc chắn là nó sẽ tự động đưa xuống là độ phân giải phù hợp với web rồi. Thì chúng ta không cần phải lăn tăn nữa tại vì chúng ta đã chọn cái tùy chọn Save for Web. Tuy nhiên về mặt kích thước thì kích thước 3000, 2000 này thì rất là to. Do đó thì các bạn có thể là giảm nó xuống. Ví dụ như là độ rộng màn hình của chúng ta là 1000, ví dụ cái màn hình của tôi là 1366 chẳng hạn. Thì tôi có thể là đưa ra đây. Hoặc là nếu mà như là chiều cao màn hình của tôi thì nó chỉ là 3. Chúng ta cứ lấy cái kích thước chiều ngang màn hình đi, save nhé. Và khi mà chúng ta save thì nó sẽ đưa ra một cái tùy chọn là email only rồi rất là nhiều tùy chọn khác, nhưng mà mặc định bây giờ đang để email only thì chúng ta cứ để email only là được rồi. Và ví dụ như là tôi đặt tên, ví dụ voice chẳng hạn. Rồi, sau đó thì chúng ta save, lưu ý xem là chúng ta đang lưu ra đâu. Tạm lưu ra desktop cho nó dễ tìm nhé. Và chúng ta lưu. Sau đó thì cửa sổ nó sẽ đóng lại sau khi nó hoàn thành xong. Và đến lúc này thì chúng ta sẽ mở thử cái trình duyệt ra. Bây giờ chúng ta Ctrl O, chúng ta mở thử cái ảnh của chúng ta ra xem nó sẽ hoạt động như thế nào ở trên trình duyệt nhé. Đây, chúng ta sẽ có cái file void đây. Open. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái ảnh của chúng ta đã làm xong mà nó đã hoạt động rất là tốt ở trên trên cái môi trường web. Đấy. Tất nhiên làm kỹ hơn một tí thì chúng ta có thể là lấy những cái mẫu của cái cỏ ở trên Sa Pa này chúng ta lấp vào để cho nó có thể là nó thật hơn ở cái phần chân con voi. Đấy, giống như là đang đứng lấp ở trong Sa Pa. Ở đây thì chúng ta xử lý cũng chưa được thật sự là đẹp lắm, thì nó vẫn còn hơi hơi ảo, hơi chưa được thật mắt lắm. Tuy nhiên nội dung chính ở đây thì hôm nay là chúng ta nói về cái gì, hai cái kỹ thuật. Một là bokeh để chúng ta có thể bẻ, chúng ta thay đổi cái hoạt động của một đối tượng ở trong cái ảnh tĩnh thành ra một
thành ra nhiều cái trạng thái khác nhau để chúng ta ghép thành một hành động. Và một cái kỹ thuật mới mà Photoshop CC 2020 nó hỗ trợ đó là Remove Background, nó sẽ giúp chúng ta xử lý và loại bỏ cái nền một cách rất là nhanh chóng. Và hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp cho các bạn có thể làm được những cái hành động thú vị